chúc các bạn một buổi chiều thật là tốt lành nhá. Hôm nay là mình chị cô gái hay chia sẻ với các bạn là đi cũng là vừa đi chơi vừa là giao lưu một chút với anh em. Thì hôm nay mình sẽ đi về Hải Phòng các bạn ạ. Và một cái điều là hôm nay cũng được may mắn là đi cùng một bạn rất là trẻ, rất là đẹp trai, lái xe rất là ok. Và những cô chân dài đằng sau của mình đây. Đấy, hiện giờ là 50 em đà điểu sẽ được chuẩn bị về đất Hải Phòng. Và mình sẽ làm cái clip này để chia vui cùng với bạn các bạn. Bởi vì cũng giao lưu được một số anh em ở Hải Phòng. Và cũng đến để bàn giao cái công nghệ, cái tài liệu và một số những cái mà anh em cần đến mình. Thì còn mình sẽ làm tiếp những cái phần tiếp theo. Các bạn hãy đừng ngừng màn hình và hãy tiếp tục đón nhận những cái đoạn clip hài hước tiếp theo của mình nhá. Đây là bao nhiêu dương nhỉ Khương nhỉ? Đây 13 12. 12 tháng 5. Thì báo cáo với các bác trên kênh Chim Cú Gáy Hay của đồng chí Thao thì hôm nay rất là vinh dự được đặt chân đến đây để giao hơn 40 con đà điểu. Đấy, giao tận nơi cho một anh là chủ trang trại. Hiện anh cũng đã nuôi 30 con đã trưởng thành rồi và anh lại vào tiếp giống. Thì kênh Chim Cú Gáy Hay cũng bàn giao cho anh giống khỏe mạnh và bàn giao cả kỹ thuật nuôi. Đây Khương, cái này là mai đưa cho ông tham khảo. Thì giống sau khi ấy thì mai thì mình nuôi có vấn đề gì thì mình có thể gọi điện cho mình tư vấn thêm và mình sẽ hướng dẫn thêm. Để nuôi, trong quá trình nuôi thì anh em sẽ kết hợp và mong rằng là tất các bác ở đây địa chỉ đâu nhỉ? Đội 7 Chính Mỹ, thì nguyên Hải Phòng. Đội 7 xã Chính Mỹ, huyện xã Chính Mỹ. Đúng rồi. Đấy, đội 7 xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Gia đình nếu mà hỏi thăm các người thập phương đến thì là hỏi thăm nhà ông bà nào nhỉ? Ông bà Khoái đúng không? Ở đội 7 xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thì mong rằng là các bác ở Hải Phòng hoặc là các bác ở các khu vực lân cận nếu mà có nhu cầu trao đổi về con giống hoặc là có nhu cầu bắt những cái con đà điểu mà đến cái ngày mổ thương phẩm để sử dụng những công việc trong gia đình, ví dụ như cưới hỏi hoặc là như làm giò, thì quý vị và các bạn đừng liên hệ với anh Khương là con trai của bác Khoái. Thì cái gì nhỉ, Khương nói lại số điện thoại thế này. Số điện thoại của em là 0783488686. À rồi, ok. Đấy thì anh em là cứ theo một cái ekip. Thì cái con giống từ trên trung tâm của đồng chí Thao Ba Vì thì hôm nay đã cũng thực hiện một cái quá trình giao xe đến tại nhà. Và anh em bà con nào cũng có nhu cầu giống thì cũng như thế này. Mình giao tận nơi và bàn giao con giống khỏe mạnh. Cũng như là sẽ có những cái video đăng lên những cái kênh và thông tin địa chỉ số điện thoại của như anh Khương này. Để cho bà con ở mọi vùng xa có thể là phát triển cũng như hỗ trợ cái đầu ra. Tại vì thực ra có những khi là những người mua cũng không biết là ở đâu có. Muốn mua một con giống thì có thể các bạn đến chỗ anh Khương. Thì anh Khương ốm thêm 10, 15, 20 ngày tùy. Thì do các bạn có thể không tiện đi thì các bạn bắt một vài con thì các bạn đến qua chỗ anh Khương. Hoặc là các bạn nào mà có công to việc lớn cần mổ, cần ăn giò thì là hoặc là ấy thì anh Khương anh sẽ có những con đà điểu đã đạt đến thương phẩm đến thời điểm này là ngày 12 tháng 5 năm 2020 rồi. Đấy là mong là các bác ở quanh khu vực lân cận thì có thể nắm bắt được là gia đình đã phát triển một cái quy mô từ cái con trưởng thành đến con thương phẩm và tới đây sẽ phát triển những cái đàn giống để cho nhân giống tại khu vực ở quê hương Hải Phòng. Đấy, nên là các bác cứ đăng ký kênh và theo dõi, như là cái địa chỉ và cái tên cũng như cái số điện thoại của gia đình là cũng đã có trong video. Đó.